Hello, xin chào anh em, chào mừng em trở lại kênh Gargantua Zombie. Video này mình sẽ làm về so sánh giữa ba con zombie chicken, zombie wangler và con zombie eye weasel, tức là con gà tây và con chồn. Chúng ta so sánh giữa khả năng tấn công, tốc độ và sức bền của ba con zombie này. Đầu tiên là với con Prima One Nut thì hai con chicken và con Tuki vậy như là bằng nhau rồi. Mình sẽ cộng điểm cho cả hai con. Còn đây con thôn nút. Tiếp đến là một điểm cộng nữa cho hai con chỉ cần một con Tuki. Con Endura này khả năng phản công lại các con zombie khác. Và qua đây thì mình có thể thấy là con Tuki và con Chicken thủ khá là yếu. Còn đây là con Mukari, một con khá là giống Endura. Tuy nhiên là lượng đam của nó là phản công các zombie. Khi là zombie sát thương càng cao thì nó sẽ phản lại càng lớn. Zombies.
Hiện tại thì điểm của con Tuki và con Chicken là bằng nhau. Tuy nhiên nhìn lại thì bây giờ điểm của con Tuki đã hơn 1 điểm rồi, do sự chênh lệch về phòng thủ của hai con. Tuki thì máu nó trâu hơn con Chicken một chút. Tuần này là con Phai Bia. Có vẻ như điểm số chênh lệch đã vô cùng lớn cho con video rồi. Cuối cùng trong video này mình sẽ làm về con Kiwi Best. Đây là một con lên hiệu phòng thủ. Tuy nhiên là cả ba con đều tấn công khá dễ dàng. Ok, như vậy top 1 trong video này sẽ dành cho con Weasel. Video mình sẽ kết thúc ở đây. Chào anh em.